Bản tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Dạ, em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả cô chú anh chị nha. Trần Anh tiếp tục review thêm một mẫu Innova hàng G. Xe này là cực keng, cực đẹp luôn. Em là sản xuất năm 2007. G xịn nha cô chú anh chị. Bận cho em nó một bộ áo màu vàng két, form dáng đồng sơn, nước sơn si, không một dấu hiệu là chạy xước trên chiếc xe. Đã được mẹ toàn bộ chrome hết toàn diện, từ phần tay nắm đến phần doanh. Bố kính cửa là dán toàn bộ phim cách gì hết toàn diện rồi nha. Anh chị, nước sơn đẹp không? Xe không có một dấu tích là lỗi lầm. Đời 2007 là mâm đúc nguyên bản nguyên rin, mới tinh luôn. Hai cụm đèn phía sau G xịn, sẽ có cảm biến dê nha. Cảm biến dê nha cô chú anh chị. Cục máy đang hoạt động, đang nổ máy, không nghe tiếng động. 49E40479 nha. Chất chưa? Hai cụm đèn phía sau là rin hết rồi. Nước sơn của chú anh chị coi thùng mình căng bóng luôn. Nè, mâm là mâm đúc nè. Mâm đúc nguyên bản của đời 2007. Vỏ sau còn được 60%. Và đây là phần gầm của em nó nè. Gầm 2007 anh chị thấy sáng tài không? Nói chung nhìn cái mẫu xe nhìn vô rất là sáng tài. Từ cái đồng sơn đến từ phần nội thất nha. Đây cô chú anh chị trải nghiệm phần tắp bi cửa nè. Hầu như là bốn cánh cửa tắp bi, những cái vân gai còn đẹp như thế này. G xịn sẽ tay nắm dạ cơ inox, và tay mở cửa là giả gỗ hết toàn bộ. Keo chỉ là căng bóng nè, keo chỉ là chỉ rin hết 100%. Hai bên nè, không một dấu gì là móp méo. Ghế nè, em là ghế rin luôn, ghế nỉ nha. Đó, cô chú anh chị nào thích chơi hàng rin, hàng đẹp thì alo cho em nha. Nè, tắp lô tắp y liền lẹt, không có một ngày giờ khoan đục chém đục trên chiếc xe đâu. Anh chị coi nè, củ số nè, củ số như thế này nè, anh chị thấy củ số chưa, bao da rin luôn nè. Trang bị màn hình, camera dê, lóc khóa mở cửa tự động từ xe. Và chúng ta có khay học con ngựa, khay tì tay. Và đây là cần thắng tay, đầy đủ các tính năng. Em là nguyên bản là trần nỉ nha. Dòng này thì vẫn trang bị là ba dàn lạnh thôi, một trước hai sau. Nè, quan trọng là bốn cánh cửa tắp bi, mở ra nhìn đẹp lắm. Những cái vân gai anh chị coi là còn như thế này thì lấy đâu mà dịch vụ taxi được. Keo chỉ là rin nha, keo chỉ rin hết luôn. Hai bên những sóng gân nè. Đây cô chú anh chị nè, những sóng gân của cửa là không có dấu hiệu ở đâm va tác động bên từ bên ngoài vô nha. Ghế là em là nguyên bản là ghế nỉ sạch sẽ chưa? Đó, mới tinh luôn mà con. Ba dàn lạnh nha, dàn lạnh âm trần hết toàn bộ. Trên trần là không có dấu hiệu rách rưới luôn. Đây là phần ghế phía sau nè. Nói chung dòng này 7 chỗ ngồi là 7 dây đai bảo hiểm an toàn. Máy là máy xăng, số sàn. Em này đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị 9 lít trên 100km. Yêu mẫu xe gia đình, yêu mẫu xe không dịch vụ, không taxi thì alo cho em nha. Hoàn toàn là nách cửa keo chỉ ra rin hết, từ những con tán bản lề không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại cửa cho cô chú anh chị đâu. Đó, bà con cô bác mua về chỉ việc sử dụng. Cục máy bên Trần Anh, máy bảo hành 6 tháng, hộp số bảo hành 1 năm. Đi đôi cho em nó là chúng ta sẽ có đèn halogen, halogen đèn mắt xéo nguyên bản của dòng Innova. Và kết hợp dưới đây chúng ta sẽ có đèn cản gầm nha, mặt ca lăng biểu tượng của Toyota nè. Mà toàn bộ chrome hết toàn diện rồi. Chuẩn chưa? Đăng kiểm tháng 12 năm 2021 nha cô chú anh chị. Đó, thùng mình nước sơn cực kỳ là đẹp luôn. Đây bà con, phần tắp bi nè, bốn cánh cửa tắp bi, những cái vân gai không một tí gọi là phai mờ. Keo chỉ thì sao ạ? Keo chỉ là rin hết 100% nha, chỉ rin hoàn toàn. Nè, từ những con tán bản lề nè, cô chú anh chị coi nè. Như vậy là đủ biết chiếc xe rồi. Và cộng cho em nói thêm một cái vô lăng 4 chấu nha, những cái vân gai còn đẹp như vậy. G xịn thì sẽ có gương chỉnh điện nè cô chú anh chị nè. Đó, trợ lực nhẹ tưng, dòng này trợ lực dầu. Đi được 199.383 km, không tua đồng hồ nha. Chẳng anh xin nhắc lại, không có một dấu hiệu là tua đồng hồ nha. Trên đồng hồ không một dấu tích là lỗi lầm. Và đây AC chúng ta sẽ được kích hoạt. Máy lạnh mở phát có lạnh rồi nè cô chú anh chị. Chỉnh qua chế độ dàn nóng thử. Dàn nóng mở một phát có nóng rồi. Đây là chế độ dàn nóng nè. Trần Anh mở chế độ dàn nóng nè. Rin hết từ dàn lạnh đến dàn nóng. Còn đang hoạt động, được chưa? Lấy gió trong gió ngoài. Chúng ta sẽ có cảm biến dê nè, sông gương, sông kính nè, đầy đủ tính năng. Và đi đô thì chìa khóa rin theo xe luôn. Đó, rất là chuẩn chỉ nha bà con nha. Ba chế độ chỉnh đèn sáng tối.
Nè, phần tắp bi này, không có dấu gì là khoan đục hay chém đục. Côn ga số đời 2007 mà đẹp chưa nè, cô chú anh chị coi nè. Được chưa? Quay những cái điểm chính để cho cô chú anh chị biết cái xe bên chị anh có đẹp hay không. Đây là cục máy rin. Rin hoàn toàn không một lần nào tẩy rửa nha. Đó là chiếc xe gia đình. Người ta chạy, người ta cũng ít chạy lắm. Hai bên nè, hai bên những sóng gân là không có dấu hiệu là móp méo chiếc xe nè. Chúng ta sẽ có cảm biến gió nè, bô e nè. Đây là ổ ghe, đây là ổ ghe FI và đây là bướm ghe, đầy đủ các tính năng rồi nha cô chú anh chị nha. Bình dầu trợ lực còn đẹp như thế này. Đây cô chú anh chị là vàng ươm luôn, cục máy nè. Và đồng thời cái điểm thứ hai chúng anh muốn nhấn mạnh đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị, đây là ron rin 100%, ron mặt nắp cò rin 100%, không có chuyện khui ra chỉnh lại nha. Đây là ron nè, anh chị thấy ron rin không, xe này bao chất luôn, bao chất. Mặt nắp cò chưa bung thì cô chú đừng, anh chị đừng hỏi chừng anh cục máy có làm hay chưa nha. Nắp cabo là keo chỉ rin hết cho nó cabo nè, không một ngày giờ là móp méo. Được chưa ạ? Đó, xe là bao đẹp luôn. G xịn thì đôi đôi chúng ta sẽ có ABS nha cô chú anh chị nha. Và đây là hồi xăng, sử dụng toàn bộ qua quạt ly tâm hết toàn diện nha. Đi đôi chúng ta sẽ có 4 van xẻ nè. Được chưa? Từ cục máy đến hộp số rin nguyên. Đó là mẫu xe gia đình. Anh chị đam mê về sự thuần khiết, đam mê về cái đẹp, đam mê về một bức tranh chiều tượng nhẹ nhàng cá tính, rất là khoái lạc thì alo cho em nha. Đó, chuẩn chưa? Đẹp lắm, siêu đẹp luôn. Đây bà con, trên nóc là có ba ga nè. Trên nóc là kết hợp là có ba ga mui đầy đủ để cô chú anh chị ràng đồ khi đi du lịch. Được chưa? Toàn bộ là doan ron là rin hết nè. Đó, tiền nào của đó nha cô chú anh chị. Hai bên nè, hai bên bon điện. Bầu ơi mà thương lấy bí cùng nha. Tuy rằng khác cánh cửa nhưng bon điện em nó vẫn rất là xinh đẹp như ngày nào. Được chưa? Đây nè, từ những con tán của cốp sau nè. Nè, không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại. Và hai bên nè, chuẩn như nhau. Chúng ta có vỏ đội đầy đủ các tính năng rồi, trên một chiếc xe rồi. Cái đội còn chưa xài nữa. Xe cọp lắm. Yêu cái đẹp thì alo cho em. Đây cô chú anh chị, hộp số nè, hộp số của cầu sau, bao rim luôn, không có dấu hiệu là nhớt nheo. Anh chị thấy khô ráo không? Đây là phần gầm. Dòng này sử dụng toàn bộ qua trục lép cầu sau, dẫn động cầu sau hết toàn diện nha cô chú anh chị nha. Chuyển động ly tâm cầu sau nha. Được chưa? Phần gầm như thế này thì làm sao có mục được. Đó cô chú anh chị coi kỹ nha. Và thứ hai là phần xà rông nè. Đó, phần xà rông phía dưới nè. Đinh bấm điện còn nguyên rim như thế này. Một lần nữa cho anh xin khép lại chương trình tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.